Mọi nỗ lực nhằm mô tả cuộc trao đổi được ghi âm giữa các sĩ quan chỉ huy của quân đội Đức chỉ đơn giản là một trò chơi với tên lửa và xe tăng đều là những lời dối trá hiểm ác. Đức đang chuẩn bị gây chiến với Nga, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên Telegram hôm mùng 3 tháng 3. Tuyên bố của ông Medvedev được đưa ra sau khi tổng biên tập đài RT của Nga, bà Margarita Simonyan công bố đoạn ghi âm dài 38 phút chứa nội dung được cho là cuộc thảo luận giữa các sĩ quan cấp cao của quân đội Đức về việc tấn công Crimea. Các nhân vật trong băng ghi âm đã thảo luận về khả năng lực lượng Ukraine sử dụng tên lửa Taurus do Đức sản xuất và tác động tiềm tàng đi kèm. Họ cũng cho biết 100 tên lửa như vậy có thể được cung cấp cho Kiev. Các chủ đề khác được nhắc đến bao gồm việc bắn tên lửa vào các mục tiêu như cây cầu then chốt nối bán đảo Crimea với đất liền Nga qua eo biển Kerch. Bộ Quốc phòng Đức ngày 2 tháng 3 xác nhận một đoạn trao đổi của lực lượng không quân nước này bị nghe lén. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cũng thừa nhận cuộc thảo luận giữa các sĩ quan nước này về việc hỗ trợ Ukraine trong một cuộc tấn công vào Crimea là có thật. Thủ tướng Đức Olaf Scholz gọi vụ dò dỉ thông tin là vấn đề rất nghiêm trọng. Ông cũng tuyên bố Đức sẽ điều tra vụ việc này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng người dân Đức có thể đối thoại trực tiếp với chính phủ của họ liên quan đến đoạn băng ghi âm bị dò dỉ của các sĩ quan quân đội. Trước đó, bà Zakharova yêu cầu Đức giải thích ngay lập tức về đoạn băng ghi âm và nhấn mạnh rằng những nỗ lực né tránh câu hỏi sẽ bị coi là hành vi nhận tội. Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky chỉ trích đây hoàn toàn là một sự xấu hổ và mất mặt đối với nước Đức. Ông nói rằng Đức không còn là quốc gia mà Nga đã ký các hiệp ước thân thiện trong những năm 1990 và 2000. Thời gian gần đây, giới chức phương Tây, trong đó có Đức, liên tục đề cập đến nguy cơ Nga tấn công vào lãnh thổ NATO. Báo Bin của Đức cho biết đã được tiếp cận một tài liệu phân tích rủi ro dài 13 trang mà giới chức Đức soạn ra để phục vụ cho Quốc hội. Theo tài liệu đánh giá này, nếu xảy ra xung đột giữa Nga và NATO, Đức là một trong những mục tiêu đầu tiên. Bán đảo Crimea, nơi đặt căn cứ hải quân quan trọng của Nga, thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine. Ukraine cũng nhiều lần sử dụng xuồng không người lái để tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Nga ở Sevastopol. Cầu Crimea, dài 18 km, được xây dựng từ năm 2016 đến năm 2018 và là tuyến đường sắt và đường bộ duy nhất nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Sau khi bùng nổ xung đột giữa Nga và Ukraine, nhiều quan chức và chỉ huy Ukraine, bao gồm Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã đe dọa phá hủy cầu Crimea. Theo anh tin National Review của Mỹ, lực lượng vũ trang Ukraine đã quá kiệt sức để tiến hành hoạt động chiến đấu binh chủng hợp thành trên tiền tuyến. Tác giả bài viết lưu ý rằng quân đội Ukraine hiện nay đã suy yếu đáng kể. AFU đã phải bỏ chiến thuật tác chiến binh chủng hợp thành theo tiêu chuẩn NATO vì không đủ nguồn lực cũng như không thể thích nghi với nó. Cùng với đó, một số đồng minh của Ukraine không còn có ý định cung cấp vũ khí cho Kiev. Ngoài ra, Mỹ sẽ cần nhiều năm để bổ sung kho dự trữ đạn dược. Sự thiếu hụt này phát sinh trong bối cảnh xung đột Đông Âu kéo dài. Trước đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine tướng alexander syri đã thông báo về tình hình khó khăn đối với kiev trong nhiều lĩnh vực quân sự và cần thay đổi liên tục để phù hợp với chiến sự nói về việc các gói viện trợ quân sự cho ukraine từ mỹ và đồng minh phương tây tổng thống vladimir zelensky nhấn mạnh động thái trên là không thể hiểu và quên được ông cảnh báo rằng thế giới sẽ ghi nhớ những gì đang xảy ra hiện nay vì vậy nguyên thủ quốc gia đã lên tiếng về sự chậm trễ trong viện trợ quân sự từ các đồng minh tổng thống ukraine nhấn mạnh rằng kiev không yêu cầu họ bất cứ điều gì ngoài những gì cần thiết để bảo vệ theo đó trong khi người ukraine đang hấp hối thì các đối tác lại tham gia vào các trò chơi hoặc tranh chấp chính trị nội bộ hoàn cảnh hiện tại thật khó hiểu tổng thống ukraine nhấn mạnh Nhà lãnh đạo Ukraine đã nhiều lần lên tiếng về hiệu quả của việc Mỹ chấm dứt viện trợ, đặc biệt ông cảnh báo rằng nếu không có sự hỗ trợ của Washington, IPU sẽ không thể giữ vững phòng tuyến hiện tại. Ông Volodymyr Zelensky nói: "Người dân Ukraine sẽ luôn sẵn sàng, nhưng đạn dược và vũ khí thì không." và lập luận rằng việc thiếu sự giúp đỡ từ Washington khiến mối đe dọa mất đi người dân và lãnh thổ của Ukraine ngày càng hiện hữu. Trong cuộc trò chuyện với các thượng nghị sĩ Mỹ, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ đối mặt với thất bại trong cuộc xung đột nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ. Theo lãnh đạo phe Dân Chủ, chiếm đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer, tổng thống ukraine đảm bảo rằng sự mất mát của kiev sẽ dẫn đến những hậu quả thảm khốc không chỉ đối với người dân ukraine mà còn đối với mỹ và nền dân chủ thế giới ngoài ra tổng thống ukraine còn đe dọa washington rằng nước này sẽ không còn là đối tác chiến lược của kiev nếu ngừng hỗ trợ và đề nghị nối lại các gói viện trợ trong vòng một tháng tới ông vladimir zelensky cũng bày tỏ nghi ngờ rằng mỹ thật sự muốn giúp đỡ ukraine và không sử dụng xung đột hiện nay như một cách để làm suy yếu nga tuy nhiên ông thừa nhận kiev không có phương án b trong trường hợp mỹ dừng viện trợ dành cho kiev Gói viện trợ quân sự cuối cùng của Mỹ đã được chuyển cho Ukraine vào cuối tháng 12 năm 2023, trị giá 250 triệu USD. Quốc hội Mỹ đã không thể nhất trí về hỗ trợ thêm cho Ukraine trong vài tháng qua. Đầu tháng 2 năm 2022, dự luận phân bổ 60 tỷ USD cho Ukraine đã không được Thượng viện Mỹ thông qua. Điều này đồng nghĩa với việc Kiev sẽ không nhận được viện trợ trong vài tháng tới. Washington đang tìm cách thỏa hiệp với Thượng viện Mỹ về dự luận cung cấp viện trợ cho Ukraine, Israel và bảo vệ biên giới phía Nam với giá 118 tỷ USD. Theo đó, 60 tỷ được đề xuất viện trợ cho Ukraine, 14,1 tỷ cho Israel, 20,23 tỷ để củng cố biên giới phía nam của đất nước và 2,44 tỷ cho hoạt động chống lại phong trào Houthi ở Yemen. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, nếu không phân bổ gói viện trợ mới, Kiev sẽ phải đối mặt với hậu quả thảm khốc. Nhà Trắng hiện tại đã không còn khả năng nối lại hỗ trợ quân sự cho Ukraine mà không được quốc hội đồng ý. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cảnh báo rằng Đảng Cộng Hòa sẽ không ủng hộ sự luật cung cấp thêm tài chính cho Ukraine trong những lần bỏ phiếu tới. Đức phản đối việc đưa quân phương Tây tới Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz một lần nữa lên tiếng phản đối việc gửi quân nhân phương Tây tới Ukraine. Chúng tôi sẽ không cử binh lính châu Âu đến Ukraine. Chúng tôi không muốn xảy ra chiến tranh giữa Nga, NATO và sẽ làm mọi cách để ngăn chặn điều đó, ông Scholz nói. Thủ tướng Đức nói rõ ràng với các đối tác phương Tây rằng nato nói chung và không quốc gia thành viên nào trong liên minh nên trở thành một bên trong cuộc xung đột ông cho tin tưởng chìa khóa để khôi phục hòa bình ở châu âu là sự hỗ trợ liên tục của phương tây dành cho ukraine Châu Âu thiếu nguyên liệu sản xuất đạn pháo cho Ukraine. Tình trạng thiếu súng đang cản trở châu Âu trong nỗ lực cung cấp hàng trăm nghìn quả đạn pháo cho Ukraine. Chúng ta đều ý thức được nhu cầu bức thiết trước tình trạng khan hiếm một số nguyên liệu, đặc biệt là thuốc súng. Thuốc súng đang thật sự khan hiếm. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi đầu tuần tuyên bố sau cuộc họp với các đồng minh của Ukraine. Theo Jean-Paul Mauri, Phó Giám đốc Viện quan hệ chiến lược quốc tế của Pháp, châu Âu có rất ít nhà sản xuất thuốc súng. Trong số các công ty này có Endeco tại Pháp, Bỉ và Thụy Điển, Nitrochemi ở Đức và Thụy Sĩ. Trong khi đó, Teddy Brenton, Ủy viên Thị trường Nội địa EU cho hay, EU đang gặp khó khăn trong thu mua nguyên liệu thô phục vụ sản xuất thuốc súng. Sản xuất thuốc súng cần một loại bông đặc thù, chủ yếu trồng ở Trung Quốc. Vài tháng trước, nguồn cung bông từ Trung Quốc bất ngờ gián đoạn, ông Breton nói. Nga huy động quân dự bị đi huấn luyện. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh huy động công dân tham gia lực lượng quân dự bị để tiến hành huấn luyện quân sự thường niên. Trong năm 2024, tôi kêu gọi công dân Nga thuộc lực lượng dự bị tham gia khóa huấn luyện quân sự trong lực lượng vũ trang Liên bang Nga, lực lượng vệ binh quốc gia Nga cũng như các đơn vị quân sự an ninh của Liên bang Nga, ông Putin cho biết xác lệnh có hiệu lực kể từ khi được ký ban hành đồng thời yêu cầu chính quyền khu vực đảm bảo các biện pháp liên quan đến việc huy động công dân tham gia huấn luyện quân sự và tiến hành các khóa huấn luyện xung đột ở ukraine sẽ kết thúc khi kiev tôn trọng luật pháp quốc tế ngoại trưởng nga sergei lavrov tuyên bố cuộc khủng hoảng ở ukraine sẽ kết thúc khi nước này bắt đầu tuân thủ luật pháp quốc tế chúng tôi đã công bố mục tiêu của mình tổng thống putin một lần nữa khẳng định trong thông điệp của mình gửi tới quốc hội liên bang rằng những mục tiêu này hoàn toàn phù hợp ông lavrov nói ông lavrov lưu ý nga không có quyền hay cơ hội để phản bội người dân nga ở donbass novorossia chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều này theo bộ trưởng lavrov Nga không muốn thấy số phận của người dân Nga sống trên vùng đất của tổ tiên họ, tỷ phú Elon Musk. Đồng ý cơ đương và Donbass vẫn là một phần của Nga. Elon Musk đồng tình với ý kiến của người sáng lập công ty quân sự tư nhân Bradford. Edith Pinsky rằng Ukraine hiện chỉ đang tự hủy hoại mình trong cuộc xung đột với Nga, sau đó cần phải đóng băng xung đột và rời khỏi Crimea, Donbass cũng như một số nơi khác. Trước đó, ông Pinsky nói rằng Ukraine về mặt nhân khẩu học không thể đối phó với cuộc xung đột vũ trang trên lãnh thổ của mình. Chúng ta cần chấm dứt xung đột bởi vì tất cả những gì Ukraine đang làm hiện nay là tự hủy hoại chính mình về mặt nhân khẩu học. Ông Prinsky lưu ý, Người sáng lập Blackwater nói thêm, phương Tây sẽ không thể tiến hành một cuộc chiến bằng các biện pháp thông thường, hé lộ mới về hòa đàm và điều kiện của Nga. Tờ Washington sẽ một tài liệu nêu chi tiết về các điều kiện mà Moscow đưa ra trong cuộc đàm phán hòa bình diễn ra năm 2022 giữa Nga-Ukraine. Theo đó, tài liệu dài 17 trang được đề ngày 15 tháng 4 năm 2022 cho hay Ukraine được phép trở thành thành viên Liên minh châu Âu-EU nhưng không được gia nhập NATO hoặc bất kỳ khối quân sự nào khác. Các điều khoản khác được cho là bao gồm việc lực lượng vũ trang Ukraine phải giảm xuống một quy mô nhất định, đảm bảo không có vũ khí nước ngoài nào được đặt trên lãnh thổ và Nga có quyền kiểm soát bán đảo Crimea.